Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh audio review sách của tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến bạn cuốn sách Perennial Seller, cách tạo ra những sản phẩm trường tồn. Tác giả Ryan Holiday. Trong một thời đại của những thứ dùng một lần rồi bỏ đi một cách chóng vánh, cuốn sách Cách tạo ra những sản phẩm trường tồn của tác giả Ryan Holiday là sự kết hợp giữa chủ nghĩa độc lập sâu sắc và tư duy sáng tạo. Từ lên ý tưởng bài viết, viết bài, soát bài trước khi đăng, đến quảng cáo, truyền thông và cuối cùng là kêu gọi bạn bè, người thân, người hâm mộ. Đó chẳng phải là những bước tạo ra một sản phẩm, cụ thể ở đây là bài viết, mà một marketer đều biết. Nhưng có những sản phẩm được tạo ra trường tồn mãi với thời gian và được nhiều người hâm mộ. Có phải chúng chỉ khác nhau mỗi ý tưởng không thôi? Tác giả Ryan Holiday đã viết cuốn sách này như để khẳng định rằng một sản phẩm trường tồn không chỉ nổi bật ở mỗi ý tưởng, mà nó còn nằm từ cách chúng ta suy nghĩ, nhìn nhận sự việc, đến ý tưởng, đến trau chuốt, đến đóng góp và cuối cùng là quảng cáo, đưa sản phẩm gần hơn với thị trường. Với cuốn sách này, điều bạn có thể học được không chỉ làm thay đổi cách bạn suy nghĩ khi tạo ra một sản phẩm trường tồn, đó là ý nghĩa nhân văn, mà đó còn là bản chỉ dẫn giúp cho quá trình sáng tác một sản phẩm của riêng bạn trở nên suôn sẻ và ý nghĩa hơn. Bạn có thể đặt mua ngay quyển sách này cho mình qua đường liên kết tôi đặt ở trong phần mô tả ngay bên dưới video. Cảm ơn bạn. Cuốn sách này chỉ cho bạn cách để tạo ra những sản phẩm ngay trong lần đầu tiên sẽ bán chạy, trở thành một sản phẩm trường tồn với thời gian. Bạn sẽ được nhiều người hâm mộ biết đến sản phẩm của bạn, và đó cũng chính là vấn đề. Để tôi nhắc lại cho bạn tại sao lại vào bài viết cuốn sách này. Vì bạn đang mong muốn khi đọc, khi nghe bài này, bạn sẽ nắm được thủ thuật tạo ra một sản phẩm trường tồn, luôn bán chạy trên thị trường. Vậy, để tôi hỏi bạn thêm một câu nữa. Giữa một sản phẩm ngay sau khi ra mắt đã được nhiều người biết đến, và chỉ mấy tháng sau đó, không một ai thèm quan tâm tới sản phẩm ấy nữa, hay một sản phẩm mà có thể lúc đầu ra mắt nó có thể không được như kỳ vọng của bạn, nhưng dần dần sau đó nó dần thể hiện mình, giống như con sâu đang dần lột xác thành chú bướm rực rỡ. Và một thế kỷ sau, nó vẫn luôn được mọi người biết đến và ưa thích. Bạn sẽ chọn sản phẩm nào? Nếu bạn chỉ chọn đáp án đầu tiên, thì cuốn sách này và bài review này không dành cho bạn. Còn nếu bạn chọn sản phẩm số 2, thì biết đâu một ngày nào đó, bạn có thể tạo ra một sản phẩm trường tồn của chính bạn. Trong thời đại ngày nay, đặc biệt là Việt Nam chúng ta, được đánh giá là một quốc gia khởi nghiệp với muôn vàn ý tưởng hay ho, và việc mở các doanh nghiệp, mô hình kinh doanh small business được dựng lên liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi người và bản thân chúng ta. Phải thừa nhận rằng Việt Nam chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, luôn có những ý tưởng táo bạo, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng chúng ta cũng đang quá tự đắc vào bản thân ta và cũng quá ham nhanh vào lợi lộc trước mắt, muốn tạo ra một sản phẩm được mọi người yêu thích. Nhưng chính cái suy nghĩ muốn làm giàu nhanh lại đang ngăn cản chúng ta tạo ra một sản phẩm trường tồn, một sản phẩm có thể thay đổi thế giới chúng ta đang sống. Các tác giả tìm đủ cách len vào danh sách bán chạy nhất, đếm số lượng chia sẻ trên mạng xã hội, hay thu hút khoản đầu tư cực lớn từ khi còn chưa có nổi một mô hình kinh doanh khả dĩ. Ai cũng sẽ vỗ ngực khẳng định rằng muốn tạo ra thứ gì đó to tát, nhưng lại đánh giá bản thân dựa trên những tiêu chí tầm thường, và theo dõi tiến bộ của bản thân không phải qua từng năm mà từng phần nghìn giây. Họ khát khao tạo ra thứ gì đó trường tồn cùng năm tháng, nhưng lại chỉ chú tâm vào những đền đáp tức thời và phần thưởng trước mắt. Bạn đang lắng nghe audio review sách
Perennial Seller, cách tạo ra sản phẩm trường tồn. Audio này được tài trợ bởi website thanhcadu.com. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Cái gì cũng có cái giá của nó. Nhà làm phim James Cameron đã viết kịch bản sơ bộ cho bộ phim Avatar từ năm 1994. Dự định quay phim ngay sau khi hoàn thành phim Titanic vào năm 1997. Nhưng ông không thể bắt đầu vì công nghệ làm phim chưa bắt kịp với tầm nhìn của ông cho dự án này. Ông thực hiện một loạt thử nghiệm bằng đủ loại công nghệ và kỹ thuật làm phim, nhưng không cái nào thực sự phù hợp. Ông có thể đã giơ tay ngán ngẩm, từ bỏ luôn và chuyển sang cả tá dự án đang chờ sẵn trên bàn. Nhưng Cameron không thể làm vậy. Thay vào đó, ông dành cả vài năm sau đó để hỗ trợ việc sáng chế ra công nghệ ông đang cần. Khi công nghệ ấy đáp ứng tiêu chuẩn ông đặt ra, Cameron bỏ ra thêm 4 năm nữa để thực hiện bộ phim rồi ra mắt vào năm 2009. Cameron đã cách mạng hóa kỹ thuật làm phim bằng công nghệ nắm bắt chuyển động 3 chiều. Còn Avatar đã nắm kỷ lục doanh thu phòng vé toàn cầu suốt mọi thời đại, với con số cao hơn nửa tỷ đô la so với bộ phim ở vị trí thứ hai Titanic, cũng là tác phẩm của Cameron. Ông là một trong những bộ óc sáng tạo vĩ đại nhất của thế hệ mình. Hãy thử tưởng tượng những gian khổ ông đã phải chịu đựng, những cơ hội ông đã phải hy sinh trong suốt khoảng thời gian 15 năm chỉ để thực hiện bộ phim Avatar. Còn bây giờ, tôi cần bạn nhìn sâu vào lòng mình và tự hỏi mình câu hỏi: bạn sẵn sàng chi ra bao nhiêu tiền để mua cuốn sách này? Và bạn nhận lại được gì từ cuốn sách? Nhưng bạn phải đánh đổi những điều gì để có được cuốn sách này? Tiền, thời gian, vân vân. Hãy thử tưởng tượng, cuốn sách này chỉ có duy nhất trên đời. Ai cũng muốn sở hữu nó, nhưng không ai chắc rằng cuốn sách này sẽ tạo nên điều gì kỳ tích. Bạn sẽ làm gì để có được nó? Hay nói cách khác, bạn sẽ đánh đổi những gì để có được nó? Nó cũng đáng giá với bạn đến thế hay không? Đôi lúc tôi nghĩ đã có quá nhiều ý tưởng được đưa ra rồi, có khi nào lại có chuyện hết ý tưởng hay không? Đôi lúc tôi nghĩ để nghĩ ra được một sản phẩm trường tồn có khi phải mất mấy chục năm, thậm chí cả cuộc đời. Nhưng phải chăng ấy chính là những thứ chúng ta phải đánh đổi để có thể tạo ra một sản phẩm huyền thoại? Để có thể là một năm, hai năm, đó có thể là cả cuộc đời, giống như Thomas Edison vậy. Nếu bạn không chắc mình có được động lực như thế, hoặc tất cả những chuyên môn kể trên có vẻ thật khó chịu, vậy thì bạn dừng luôn bây giờ còn kịp. Bạn sẽ thấy may là mình đã làm vậy, không có gì phải xấu hổ. Bản thân sản phẩm mới là quan trọng. Một sản phẩm có thể trường tồn trong suốt một thế kỷ hay chỉ vài chục năm không nằm ở việc quảng cáo. Vậy nên đừng bao giờ nghĩ quảng cáo là cách để biến mọi thứ thành tuyệt hảo. Nó chỉ là cách để giới thiệu mà thôi. Kể cả những thiên tài quảng cáo hàng đầu cũng phải thừa nhận rằng, trong dài hạn, mọi chiêu trò marketing trên đời đều chẳng ăn thua. Một khi sản phẩm không đàng hoàng tử tế, thật ra đó chính là tình huống đo hai lượt cắt một lần. Tức là sản phẩm của bạn càng tốt thì marketing của bạn càng chất lượng. Còn sản phẩm càng dở thì bạn càng đổ thời gian vào marketing. Mỗi giây mỗi phút marketing đó chỉ càng thêm kém hiệu quả. Đó là điều chắc chắn. Vì vậy, một sản phẩm có thể trường tồn suốt với thời gian không nằm ở việc chúng ta quảng bá bao nhiêu, mà nó xuất phát từ tâm thế và nỗ lực bắt buộc phải tập trung vào quá trình sáng tạo của người sáng tác. Đại dương xanh và đại dương đỏ. Một phần thiết yếu khi tạo nên một sản phẩm trường tồn bất hủ chính là đảm bảo rằng bạn đang theo đuổi những ý tưởng tinh túy nhất của mình. Rằng đó là những ý tưởng chỉ duy nhất bạn có, chứ không phải của ai khác. Không chỉ bởi quá trình này sẽ thỏa mãn sức sáng tạo hơn, mà còn có lợi hơn về khía cạnh kinh doanh. Vào năm 2005, hai giáo sư chuyên ngành kinh doanh là Chan Kim và René Mauboker đã mô tả một khái niệm mới mà họ gọi là chiến lược đại dương xanh. Thay vì tỉ thí với đối thủ trong một đại dương đỏ đầy ganh đua,
các nghiên cứu của họ hé lộ rằng tốt hơn hết là ta nên tìm kiếm những đại dương xanh, trong lành, ít cạnh tranh. Như thi hào đức, Goethe đã quan sát, những tác phẩm nghệ thuật nguyên bản nhất không được đánh giá là nguyên bản chỉ bởi chúng tạo ra từ thứ gì đó mới mẻ, mà là chúng nói lên điều gì đó như thể chưa từng được nói bao giờ. Đó là những khoảng đại dương xanh cung cấp điều gì đó mới mẻ hoặc vô thời hạn. Srinivas Rao, một cây bút và người dẫn chương trình phát thanh đã nói rằng duy nhất còn hay hơn là giỏi nhất. Một ý tưởng vĩ đại đến từ những ý tưởng nhỏ nhất. Bộ phim hoạt hình Úp của Pisa thoạt đầu là một câu chuyện về hai hoàng tử sống trong một thành phố nổi trên một hành tinh xa xôi nọ. Chỉ đến khi đào sâu vào ý tưởng này và đùa giỡn loanh quanh, các tác giả kịch bản mới tập trung vào chủ đề bỏ trốn và quyết định rằng có một cách bỏ trốn thật vui nhộn, chính là gắn bóng bay vào ngôi nhà. Rất tự nhiên, thường những người sáng tạo hay tạo ra các kết quả đáng giá. Đó là những ý tưởng tưởng chừng như rất hay nhưng thực ra không phải. Đó tuy là những ý tưởng xoàng xĩnh nhưng thực chất ẩn chứa trong đó hạt mầm của những sáng kiến hay ho hơn nhiều. Bí quyết là phải tóm lấy chúng thật sớm, và cách duy nhất để làm được điều đó là hãy thực hiện ít nhất một phần công việc ngay trước mắt con mắt quan sát của khán giả. Một cuốn sách nên là một bài viết trước khi thực sự trở thành sách, và là một cuộc đàm đạo trong bữa tối trước khi là một bài báo. Hãy xem mọi thứ tiến triển ra sao trước khi dốc toàn lực vào nó. Điều quan trọng thứ hai đó là bạn cần cân nhắc ý tưởng này tự chung lại với tên gọi là gì, và cái này dành cho những người nào. Đó là một làn đường chạy của riêng mình. Tác giả của vở nhạc kịch thành công vang dội Hamilton đã trả lời câu hỏi rằng điều gì khiến ông trở nên khác biệt so với những người khác. Ông đã trả lời rằng, vì tôi chọn một làn đường và chạy vượt lên hết mọi người. Tôi tự nhủ, được rồi, chính là cái này. Biết được điều này, bạn mới có thể tạo ra những ý tưởng mà hướng tới một con đường cụ thể. Cũng giống như việc bạn chọn một chiếc xe buýt A chứ không phải xe buýt B. Vì xe buýt A đi đến nơi bạn cần. Vậy nên, nếu chiếc xe buýt ấy không ghi điểm đến, điểm đi, liệu bạn có dám nhảy lên chiếc xe buýt ấy để đi hay không? Theo bản thân tôi thấy, cuốn sách đôi phần có hơi nhiều dẫn chứng dài và việc phân tích sâu vào nó không cần thiết cho lắm. Tuy nhiên, đây chỉ là đánh giá của riêng tôi, và tôi tin là mỗi người sẽ có một cách nhìn riêng. Bỏ qua một số điểm trừ nho nhỏ, tôi tin đây là cuốn sách vô cùng đáng đọc để bạn đọc trong một buổi sáng chủ nhật yên tĩnh và viết nên ý tưởng cho chính sản phẩm của bạn. Sức sáng tạo của con người là vô hạn, vì thế mà đã có những sản phẩm tuyệt vời ra đời, trường tồn theo tháng năm. Để duy trì được sự trường tồn đó, không hẳn bạn phải dựa vào việc quảng cáo sản phẩm một cách liên tục. Một sản phẩm trường tồn với thời gian sẽ dựa vào tâm thế, nhiệt huyết và sự nỗ lực để tập trung vào quá trình sáng tạo của người sáng tác. Và nhờ từ những kinh nghiệm được đúc kết sau khi làm việc với các doanh nghiệp, tác giả của cuốn sách Cách tạo ra những sản phẩm trường tồn đã đúc kết được cho mình những kinh nghiệm quý giá. Quyển sách sẽ chỉ dẫn người đọc từng bước để tạo ra một sản phẩm trường tồn và thành công với những sản phẩm khác. Chúng ta, những cây bút nghiệp dư nhỏ bé, nhìn vào tác giả của các áng văn chương để đời ấy đầy kính phục. Ta thường sẽ nghĩ, họ thật tài năng làm sao, họ thật đặc biệt, họ được ông trời ưu ái, được ban cho may mắn và những kỹ năng không thuộc về người thường. Những người như chúng ta làm sao có thể được như thế? Đúng, tạo ra một sản phẩm trường tồn đến hàng trăm năm sao nghe như điều không thể. Nhưng tại sao lại phải bi quan như vậy? Sao không bắt đầu bằng mục tiêu khác đơn giản hơn? Hãy bắt đầu bằng việc tạo ra thứ gì đó sẽ sống đến 5 năm. 5 năm sau, rồi nhiều năm nữa. Tạo ra một sản phẩm trường tồn không hề bất khả thi. Phong cách kể chuyện hấp dẫn, những ví dụ thực tiễn gần gũi quen thuộc và cách dẫn dắt đầy cảm hứng của Ryan Holiday khiến cho cuốn sách trở nên vô cùng cuốn hút.
khiến cho độc giả khó lòng đặt sách xuống. Ý tưởng đặt ra trong cách tạo ra những sản phẩm trường tồn không hề bó hẹp trong một chuyên môn cụ thể nào, mà mở rộng ra tất cả những ngành nghề sáng tạo. Sách sẽ dẫn độc giả đi theo quy trình sáng tạo, tạo nên một sản phẩm trường tồn từ khâu sáng tạo cho đến gây dựng một di sản. Về tổng quan cuốn sách, tôi cho rằng đây là một cuốn sách nhưng một hơi thở mới. Cuốn sách mang một hơi thở mới, một làn gió mới từ cách chúng ta tư duy cho đến cách chúng ta hành động. Với lối viết dễ hiểu cùng với đó là những dẫn chứng cụ thể, ta có thể hoàn toàn hình dung ra hoặc tự có thể tự tạo cho mình một sản phẩm trường tồn của chính bạn nếu bạn sẵn sàng với điều đó, với những gì bạn sẽ phải đánh đổi như tôi đã nói ở trên. Quyết định chọn và đọc cuốn sách này là một quyết định hoàn toàn sáng suốt của tôi. Và tôi mong bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy. Một cuốn sách đầy chất triết lý nhân văn được cả nhân loại chia sẻ. Audio review sách Perennial Seller đến đây là hết. Bạn có thể đặt mua ngay quyển sách này cho mình qua đường liên kết tôi đặt ở trong phần mô tả. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.